Xin chào quý vị và các bạn. Hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh không phải là song sinh, mà chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Chẳng qua vì không muốn người đời bàn tán, vì không muốn hai cô con gái mặc cảm, vì không muốn tình cảm chị em rạn nứt. Hơn nữa ông Cảnh, bà Cúc đã yên nghỉ từ lâu, nên bà Nga vẫn âm thầm giấu kín chuyện này. Bà tự nhủ tới khi các con khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất. Khi đó bà mới nói rõ dòng máu chảy trong người hai cô là ai. Thế nhưng Mỹ Anh đã sớm phát hiện ra cô nàng chính là con của bà Nga, còn Minh Anh là con của bà Cúc. Và đương nhiên khi không có chung một nửa huyết thống, Mỹ Anh chẳng việc gì phải do dự khi thấy anh rể tương lai đang lọt vào tầm ngắm. Cô nàng mặt dày tìm mọi cách giật lấy vị hôn phu của chị gái. Và bà Nga khi biết được những việc làm dơ bẩn của cô con gái bảo bối, liệu bà sẽ cư xử ra sao? Đứng về phía chính nghĩa hay bà sẽ nhắm mắt bao che cho Mỹ Anh là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Giờ khán giả đã hiểu vì sao Minh Anh, Mỹ Anh mang tiếng là cùng một cha một mẹ sinh ra, lớn lên trong cùng một môi trường nhưng lại khác nhau một trời một vực như vậy. Thì ra đó chỉ là một cú lừa từ phía bà Nga. Và đề tài đang được tranh luận nhiều nhất hiện nay trên các diễn đàn chính là ai là con của bà Nga, ai là con của bà Cúc. Sự thật này có ảnh hưởng ra sao tới vận mệnh của hai cô gái? Một bộ phận khán giả cho rằng chồng Minh Anh hiền lành, chịu thương chịu khó, cam chịu. Những đặc điểm này rất giống với bà Nga. Thế nhưng khi phân tích kỹ hơn thì chúng tôi phát hiện Mỹ Anh mới là con gái của bà. Chúng tôi có thể tự tin khẳng định như vậy bởi những lý do sau. Thứ nhất, đúng là tính cách của Minh Anh giống bà Nga nhiều hơn. Nhưng lúc sinh thời, bà Cúc cũng là người phụ nữ lương thiện. Là bạn tri kỷ của bà Nga. Không phải ngẫu nhiên mà ông Cảnh lại yêu say đắm bà như vậy. Nên việc dựa trên tính cách là không thể khẳng định được. Mà nếu tinh ý thì chỉ cần nhìn biểu hiện của bà Nga, cô Út là khán giả có thể nhận ra. Khi Mỹ Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và cô Út, cô đã lao vào chất vấn, thì cô Út một mực khẳng định chính tay cô ẵm bồng Mỹ Anh từ khi lọt lòng. Hơn nữa, mỗi lần Mỹ Anh gây họa, bị mẹ la mắng, cô nàng gân cổ bật tanh tách. Cô chẳng khác nào con rơi con vãi thì bà Nga nghiêm mặt chấn chỉnh, còn cô Út thì nhăn mặt nhắc nhở. Con không được ăn nói bậy bạ như vậy. Cô Út chứng kiến con chào đời. Con chính là con của mẹ sinh ra. Cô Út không muốn Mỹ Anh làm mẹ buồn lòng. Thứ hai, sự khác biệt trong tính cách của Mỹ Anh, Minh Anh không phải do thừa hưởng từ ba hay mẹ, mà là do sự nuông chiều của bà Nga, cô Út. Thật ra, năm xưa khi ông Cảnh cùng con gái trở về nối lại tình xưa với bà Nga, biết tin bà Cúc đã mất, bản năng làm mẹ không cho phép bà Nga ngoảnh mặt làm ngơ, càng không thể nhẫn tâm nhìn cảnh gà trống nuôi con, nên bà bỏ qua mọi chuyện cùng ông vun vén tổ ấm chăm sóc hai con. Miệng thì nói xem cả hai cô con gái như khúc ruột của mình, nhưng thực chất, trong thâm tâm, bà và cô Út vẫn có phần ưu ái hơn, thiên vị hơn cho con. Chính điều này mới khiến cho Mỹ Anh xem mình là cái rốn của vũ trụ, luôn mang tư tưởng hưởng thụ, ỷ lại. Còn Minh Anh trên danh nghĩa là chị, cô cũng luôn nhận phần thiệt về mình, luôn bao bọc cho em gái. Giờ đã lớn khôn nhưng Mỹ Anh vẫn lười biếng, ích kỷ. Hết ngửa tay xin tiền chị gái, lại tới mẹ và cô Út. Còn bà Nga, cô Út vẫn bấm bụng để đáp ứng những yêu cầu của cô. Thứ ba, Minh Anh luôn có cảm giác thân thuộc, gần gũi mỗi khi đứng trước linh vị của bà Cúc. Mỗi lần như vậy, bà Nga nghẹn ngào nhìn về phía cô. Chính những lý do trên có thể khẳng định Mỹ Anh mới là con gái của bà Nga. Có điều, vì ông Cảnh, bà Cúc không còn, vì hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh tuy suốt ngày trí chóe, chạnh chọe, nhưng cả hai vẫn nghĩ họ là chị em nên tình cảm vô cùng bền chặt. Nên bà Nga định bụng, đây sẽ mãi là bí mật. Nhưng rồi nghĩ tới vong linh của người đã khuất, bà không đành lòng. Bà sẽ đợi tới khi các con có tổ ấm nhỏ của mình và sẽ nói rõ ngọn nguồn để ít ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của các con. Khi Mỹ Anh nghe được câu chuyện của bà và cô Út, khi cô lao vào chất vấn, có lẽ nếu Minh Anh không bị thất tình, bà đã nói rõ mọi chuyện. Nhưng vì không muốn Minh Anh chịu thêm cú sốc tâm lý nào, nên bà mới đánh trống lảng sang chuyện khác, khiến cho Mỹ Anh đủ thông minh, đủ nhạy cảm để biết cô là ai, Minh Anh là ai.
Nhưng vì có nói hay không cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nàng, nên Mỹ Anh thực dụng cũng chẳng thèm bận tâm. Thế nhưng khán giả lo sợ Mỹ Anh biết được Minh Anh là con gái của tình địch của mẹ. Một khi đưa Hải Đăng, chồng sắp cưới của chị gái, vào tầm ngắm, cô sẽ không do dự thực hiện kế hoạch đập chậu cướp hoa. Vì với cô nàng chỉ cần chạm vào thành công, chạm vào hạnh phúc, còn tình thân chẳng có ý nghĩa gì. Mỹ Anh từng rất may mắn khi có được chàng soái ca Việt Lâm si mê. Đúng là Việt Lâm là rất tốt, chăm sóc cho cô từng ly từng tí, luôn ở bên cô mỗi lúc cô khó khăn, tuyệt vọng. Anh làm mọi việc trong khả năng của mình chỉ để Mỹ Anh vui lòng. Có điều, Mỹ Anh tham vọng cần nhiều hơn thế. Cô luôn không chỉ cần một người yêu thương, không muốn trở thành một bà nội trợ, suốt ngày trong căn bếp chăm lo cho chồng con. Cô muốn có chỗ đứng, có danh tiếng, trong khi anh quá nghèo, lại mang trên vai gánh nặng mẹ già, lại không có quan hệ, không có địa vị, không thể giúp cô trên con đường mở, không thể giúp cô trên con đường trở thành diễn viên nổi tiếng. Thế nên khi thấy Minh Anh vớ được Hải Đăng, ăn đứt Việt Lâm về mọi mặt, Hải Đăng là thiếu gia, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn KND, đang là số 1 trên thương trường, khiến cho cô nhen nhóm ý định giành giật Hải Đăng từ tay Minh Anh. Trong lòng cô trấn an bản thân: Minh Anh, chị có gì hơn tôi? Tại sao số chị lại may mắn như vậy? Từ nhỏ tới lớn, lúc nào tôi cũng là cái bóng của chị, luôn bị người ta lấy ra so sánh. Lần này tôi nhất định sẽ không chịu thua chị. Rồi cô không quên cổ vũ bản thân: mẹ chị đã khiến mẹ tôi lao đao khổ sở, lần này tôi sẽ không nhân nhượng với chị. Hải Đăng nhất định sẽ là của tôi. Mỹ Anh tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ cùng tài đăng trai của mình, cô tìm cách mồi chài ve vãn Hải Đăng. Tiếc là Hải Đăng trung thành số 2 thì không ai dám tranh số 1. Minh Anh là mối tình đầu và cũng là tình cuối của anh. Anh và cô đã trải qua rất nhiều sóng gió. Có những lúc tưởng chừng đã đường ai nấy đi, nên khi quyết định tính tới chuyện trăm năm thì Mỹ Anh có làm gì cũng chẳng thể lay chuyển được anh. Anh còn rất biết cách tỏ rõ chủ quyền. Chính thái độ dứt khoát của Hải Đăng càng khiến cho Mỹ Anh quyết tâm chinh phục. Bằng mọi giá cô phải giành được chàng trai cực phẩm này. Có quyền, có thế. Chẳng biết rồi khi thấy hai cô gái vì một người đàn ông mà trở thành thù hận, bà Nga sẽ phản ứng ra sao? Đúng là từ trước tới giờ, bà đối xử với Minh Anh, Mỹ Anh công bằng, yêu thương cả hai bằng cả tấm chân tình. Nhưng đụng chuyện, bà có thiên vị cho con gái của mình. Bà sẽ tiếp tục bao che, dung túng cho con gái để làm ra những chuyện bất nhân thất đức không? Những biến cố nào sẽ chờ đón Minh Anh khi cô biết được? Khi cô biết được là do những người thân yêu của mình đã làm tổn thương mình, cô có chịu được cú sốc này hay không? Và cô sẽ làm gì để giữ trọn chữ tình, chữ hiếu? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.